Theo tin tức từ Eon Hub, ngày 27 tháng 2, tập đoàn thực phẩm Hàn Quốc đã quyết định ủng hộ 600.000 chiếc bánh mì cho người dân thành phố Daegu để chống dịch COVID-19. Đại diện của tập đoàn cho biết bánh mì sẽ được đưa đến tay người dân trong suốt tháng 3 thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc. Một đối tác của họ là Dunkin' Brand cũng sẽ ủng hộ người dân Daegu 300.000 chai nước. Một sản phẩm bánh mì của công ty SPC Group, ảnh Retailing Asia, Daegu là thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với 2,4 triệu dân. Hiện tại, Daegu trở thành một trong hai phút ổ dịch lớn nhất tại xứ sở Kim Chi. Tính đến sáng 28 tháng 2, giới chức Hàn Quốc tiếp tục báo cáo thêm 256 trường hợp, nâng tổng số hiện tại là 2.022 ca nhiễm chủng virus mới corona. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13 người chết ở Hàn Quốc do virus mới đến từ Trung Quốc. Hơn một nửa trường hợp được xác nhận có liên quan đến một nhà thờ ở thành phố Daegu. Trong số 256 trường hợp mới, có 182 trường hợp ở Daegu và 49 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang. Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, cho biết các tỉnh và thành phố lớn khác cũng báo cáo số ca nhiễm trong đó. 6 trường hợp ở Seoul,